nhật hàng tuần, rồi buổi tối thứ bảy, buổi thứ sáu, thứ bảy phải. Thì ở đây có diễn ra chương trình ca nhạc. Ông chủ là chơi nhạc luôn cho mọi người cùng nghe. Vào những ngày cuối tuần thì có thể tới đây uống cà phê, vừa thư giãn vừa được nghe nhạc rất là thoải mái. Thì hôm nay có tiếng nhạc saxophone rất là hay. Cà phê Asmio.